Uông Hải Lâm biên kịch tai tiếng mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ trích Tiêu Chiến. Mới đây, Uông Hải Lâm, một biên kịch tai tiếng bậc nhất xứ Trung, vừa có những phát ngôn khiến cư dân mạng phẫn nộ. Lý do là trong một cuộc phỏng vấn, có một khán giả đã hỏi ông rằng nếu đưa kịch bản Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam cho Địch Lệ Nhiệt Ba, ông nghĩ cô ấy có thể đóng vai nào? Uông Hải Lâm đã có câu trả lời khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đóng vai người hầu. Trước phát ngôn này của biên kịch Uông Hải Lâm, khán giả và người hâm mộ tỏ ra bất bình thay cho Địch Lệ Nhiệt Ba bởi nữ diễn viên nằm không cũng trúng đạn. Người hâm mộ còn bênh cho nữ diễn viên rằng gương mặt và thân hình của Địch Lệ Nhiệt Ba cho đóng người hầu thì có lẽ dàn diễn viên chính bị lu mờ hết. Ngoài ra, cư dân mạng còn mỉa mai, cà khịa vị biên kịch không có tác phẩm bạo nên mới đi cọ nhiệt để nổi tiếng. Là một nhà biên kịch, Uông Hải Lâm không trở nên nổi tiếng nhờ vào những tác phẩm của mình mà ông lại gây chú ý với những màn cà khịa, nhận xét tiêu cực về các nghệ sĩ nổi tiếng. Chỉ cần là ngôi sao trẻ nổi đình nổi đám, sở hữu nhiều fan hâm mộ đều không thoát khỏi miệng lưỡi độc địa của Uông Hải Lâm. Trước đó, biên kịch Uông Hải Lâm cũng từng nhiều lần gây tranh cãi khi chỉ trích nhiều nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí hoa ngữ như Lộc Hàm trông yếu đuối, nam không ra nam, nữ không ra nữ, những người hâm mộ nam diễn viên đều bệnh hoạn, Trần Tình Lệnh xem quá cay mắt, hay chê bai Tiêu Chiến trên Weibo và chỉ trích fan của anh có học vấn thấp. Thậm chí, khi nói về Thái Tử Khôn và Địch Lệ Nhiệt Ba, ông trả lời rằng những loại diễn viên như thế này cả đời cũng không muốn hợp tác. Dành cho những ai không biết đến biên kịch Uông Hải Lâm, ông là thế hệ biên kịch 7X được biết đến với những tác phẩm tiêu biểu như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Đều Là Họa Của Thiên Sứ, Bản Lĩnh Kỳ Hiểu Lam, nhưng ông chỉ là biên kịch phụ cho một số tập. Biên kịch chính là Châu Tịnh Chi. Trong suốt năm 2020, vì biên kịch tai tiếng này chỉ toàn nhắm vào một mình Tiêu Chiến. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Hải Lâm thường xuyên đăng bài nhắc đích danh Tiêu Chiến và fandom của anh, Tiểu Phi Hiệp. Nội dung bài viết của Uông Hải Lâm toàn những lời chê trách, mắng chửi, không hề mang tính góp ý tích cực nào. Tiêu Chiến đóng phim thì ông lại chê anh chàng diễn dở tệ. Tiêu Chiến đăng bài viết mới thì ông cho rằng thật vô vị. Ngay cả việc Tiêu Chiến lên hot search cũng khiến Uông Hải Lâm ngứa mắt, bày tỏ nam diễn viên thật lắm chiêu trò. Vào thời điểm lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2020 vừa kết thúc, rất nhiều minh tinh xuất hiện trên hot search và đương nhiên một ngôi sao hot như Tiêu Chiến cũng chẳng là ngoại lệ. Ngay lúc này, Uông Hải Lâm không bỏ lỡ cơ hội mà lên tiếng mỉa mai ngôi sao Trần Tình Lệnh, có vung bút thôi mà cũng lên hot search cho bằng được, thật nhàm chán. Mặc dù Uông Hải Lâm không nhắc trực tiếp đến Tiêu Chiến nhưng vào tối qua, chỉ có Tiêu Chiến là lên top tìm kiếm với từ khóa này. Thế nên, đối tượng mà Uông Hải Lâm muốn nói tới là ai thật quá rõ ràng, cứ tưởng đăng bài như thế là kết thúc xong một ngày cà khịa của Uông Hải Lâm. Thế nhưng ông ta lại dành một bài viết khác gửi đến Tiêu Chiến, lần này là nhắc đến tên cụ thể, phim mới của Tiêu Chiến, Sư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn có thể sắp được phát sóng rồi, chúc mừng cậu ta, hãy đóng phim cho tốt, đi con đường đúng đắn, đừng dở ba cái trò màn vầy bút đẹp nhất toàn cầu rồi lên hot search, chỉ toàn khiến người ta cảm thấy phản cảm. Fan hâm mộ cũng thế, tôm thì hãy làm tôm cho tốt, đừng dương nanh múa vuốt cho lắm thì cũng chỉ là tôm thôi, thật lắm trò, hay là các người quay một bộ câu chuyện của Trà Tôm đi nhé. Những bài viết như thế của Uông Hải Lâm đối mặt với những lời ném đá, mắng chửi của fan Tiêu Chiến lẫn cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng ông lạm dụng việc nhận xét vô tội vạ, cố tình chê bai những nghệ sĩ trẻ một cách tiêu cực để tạo nên tên tuổi cho mình, hành vi ké phê người khác trắng trợn. Đối mặt với lời chỉ trích của dân mạng, Uông Hải Lâm luôn tỏ vẻ bình thản và cho rằng sự thật thì mất lòng. Chỉ có ông mới dám nhận xét thẳng thắn như thế này mà thôi. Bạn nghĩ như thế nào về những lời chia sẻ của Uông Hải Lâm?